Taxi chân bóng tốt. Điểm bóng cho taxi 8, 10. Nhật Thạch đánh bóng chạm lưới. Điểm bóng cho taxi 9, 10. Không nhá, Phí đang bình luận cột sân á nhá. Quang Đạt đánh bóng tốt. Đổi điểm bóng cho Nhật Thạch 11, 9. Phát bóng tốt. Điểm bóng 12, 9. Phát bóng không có lưới, đổi điểm cho taxi 10, 12. Đấy, không có nhắn bóng chạm lưới. Không có nhắn thanh nha. Đổi điểm bóng cho Nhân Thạch 13, 10. Ok, cảm ơn Tuấn Cáo nha. Điểm bóng cho Nhân Thạch 14, 10. Phát bóng tốt. Điểm bóng cho Nhân Thạch 15, 10. Phúc đôi chủ nha. Giải bóng chuyền 4-4 của Lang Yến Hầu Huyện Diễn Châu nha. 11, 15. Phóng nhá. Tài chưa gọi. Bóng trong sân. Giải bóng kia 4-4 Lang Yến Hầu Huyện Diễn Châu nha. Minh Thế. Đánh bóng tốt. Điểm bóng cho Nhân Thạch 16, 12. Bên đấy có anh Trung quay đấy nhá. Điểm bóng cho taxi 13, 16. Đánh bóng ra ngoài. Điểm bóng cho taxi 14, 16. Đánh bóng không qua lưới. Điểm bóng cho taxi. Phúc đánh cho chủ nhà em nhá. 16. Bóng làm đánh bóng tốt. Đổi điểm bóng cho Nhân Thạch 17, 15. Tuấn Anh phá thân hết rồi.
đánh bóng không có lưới. Điểm bóng Minh Nhân Thạch 18-15. Không kỳ đánh cho đôi chủ nhà nhá. Trịnh Huynh đánh bóng tốt. Bóng Nhân Thạch 19-15. Phí đánh cho đội chủ nhà nhá. Taxi đánh bóng tốt. Đội điểm 16-19. Trọng tài Hạnh lại ban tổ chức gặp. Điểm bóng Nhân Thạch 20-16. Không đánh ra ngoài kia được kìa. Đâu nhập.